Chào bạn và chào mừng các bạn đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Động viên người lạ, công việc kiếm bộn tiền ở Trung Quốc. Thông qua mạng xã hội, những người trẻ ở Trung Quốc rơi vào bế tắc, tuyệt vọng có thể tìm được một người giúp mình thoát khỏi hố đen cảm xúc. Theo The Paper, người động viên là nghề lạ đang được nhiều người lựa chọn. Những người động viên giúp khách hàng của mình nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn, có thể đưa ra hướng giải quyết thích hợp và đồng hành cho đến khi tâm trạng của họ ổn định. Những mệnh lệnh tình cảm không giúp khách hàng giải quyết hết vấn đề, nhưng khiến họ lạc quan và thoát khỏi cảm xúc tuyệt vọng. Khi khách hàng giải tỏa hết được nỗi lòng của mình là lúc họ nhận được thù lao. Các bạn nghĩ sao về công việc mới mẻ này? Cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News và TSM News sẽ có phiên bản là TikTok, mình để link ngay bên dưới nhé. Các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi cho chúng mình để có thể cập nhật nhanh nhất những tin hot hit ở trong ngày. Bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn. Bye bye.